Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D ở ấp Sambua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Các bị can bị bắt tạm giam gồm Phạm Thị Thanh Tê, 30 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 8402D, Nguyễn Quốc Tê, 44 tuổi, nguyên phó giám đốc kiêm trưởng dây chuyền kiểm định, Cao CH, 37 tuổi, nguyên nhân viên văn phòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24 tháng 9 năm 2021, Trần Lập Anh, 48 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm 8402D, giả chữ ký của ông NH MQ, 59 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ký quyết định thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm 8402D tại Trà Vinh và thuê Phạm Thị Thanh Tê đứng tên người đại diện pháp luật. Khi đi vào hoạt động, trung tâm đăng kiểm 8402D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là ông Nguyễn Quốc TH và một người khác. Do thiếu đăng kiểm viên, Trần Lập Anh chỉ đạo Cao CH không đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định mục đích để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất. Qua thu thập tài liệu chứng cứ về quá trình hoạt động của trung tâm đăng kiểm 8402D, xét thấy có dấu hiệu tội phạm. Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp trung tâm, thu giữ 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Trong số hồ sơ này, có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm, cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn xác thực của nội dung các loại giấy tờ hồ sơ, kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ và thu lợi bất hợp pháp trên 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lập Anh. Anh đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.